Man City trở thành câu lạc bộ đầu tiên có giá trị đội hình cán mốc 1 tỷ euro trong lịch sử bóng đá thế giới. Đó là công bố của CIES, Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế. Cụ thể, nhà đương kim vô địch ngoại hạng Anh là đội bóng đầu tiên trong lịch sử đã chi ra 1 tỷ euro để xây dựng đội hình. Thực tế, Man City tục tiếp câu lạc bộ mua sắm điên cuồng trên thị trường chuyển nhượng, song những cái thổ họ mang về thường có giá khá hợp lý. Hiện tại, Rodri là tân binh đắt giá nhất lịch sử của The Citizen với giá 78,5 triệu euro. Tổng cộng, giá trị đội hình của Man City đạt 1,14 tỷ euro, cao nhất lịch sử làng túp cầu. Đứng thứ hai sau Man City là Paris Saint-Germain với 913 triệu euro. Vị trí còn lại trong top 3 thuộc về Real Madrid với 902 triệu euro. Chỉ tính riêng phiên chợ hè 2019, Los Blancos đã đầu tư hơn 300 triệu euro để chiêu binh mãi mã, đưa về Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy, Eder Militao và Rodrigo Goes. Trong khi đó, Manchester United đứng thứ 4 với 751 triệu euro. Quỹ đạo cũng rất chịu chi trên thị trường chuyển nhượng nhiều năm qua, song đáng tiếc kết quả họ thu về vẫn chưa tương xứng. Nếu nhìn vào danh sách, có thể thấy rõ khoảng cách rất lớn của đội bóng đầu tư nhiều nhất và ít nhất trong một giải đấu. Ví dụ như La Liga, đội hình của Real đã gấp 148 lần so với Real Mallorca. Hay tại Pháp, giá trị đội hình của Paris Saint-Germain cũng hơn 114 lần so với Nimes. Dù vậy, ở ngoài hạng Anh, cách biệt cũng không quá lớn khi giá trị đội hình của Man City chỉ gấp 32 lần so với tân binh Norwich City.